Hôm nay là tròn 1 năm ngày mà chúng tôi ra mắt tác phẩm cũng như là vinh dự đón nhận hai kỷ lục Việt Nam cho cái tác phẩm Vinh Quy Bái Tổ này. Vâng, đúng ngày này năm ngoái, chúng tôi đang rất là tất bật để chuẩn bị mọi khâu để chương trình triển lãm và ra mắt tác phẩm Vinh Quy Bái Tổ cùng với lễ đón nhận kỷ lục Việt Nam cho tác phẩm sẽ được trang trọng và trọn vẹn nhất. Và bao nhiêu cảm xúc lại ùa về trong cái ngày mà rất là lạnh của Hà Nội. Cái lạnh lên đến 10 độ vào buổi đêm và cái hanh khô bốt cóng buổi đêm hôm đó vẫn tràn ngập trong tôi. Và buổi đêm hôm đó thì mãi tới 12 giờ mọi khâu mới được hoàn tất. Vào buổi sáng ngày 23 tháng 12 năm 2022, một ngày có ý nghĩa rất là lớn trong sự nghiệp tranh gỗ của chúng tôi. Buổi lễ ra mắt với sự hiện diện của các vị chuyên gia là nhà sử học Dương Trung Quốc, Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, tiến sĩ giảng viên Hồ Trọng Minh cùng rất nhiều những vị khách mời từ Sài Gòn, Hải Phòng, Bình Dương và các thành phố khác đều đến chúc mừng và chiêm ngưỡng tác phẩm. Sau một năm nhìn lại, giờ đây tác phẩm đang được khoác lên một chiếc áo mới và tạm thời dừng chân ở xưởng tranh gỗ Bùi Gia để tiếp tục đón những đoàn khách tham quan xa gần. Cũng không ít người bày tỏ niềm vui mừng khi nền đục chạm thủ công của chúng ta đã có những tác phẩm tầm cỡ để từ đó truyền một niềm cảm hứng dồi dào cho những người thợ yêu nghề và tiếp tục bước đi trên hành trình gìn giữ nét văn hóa dân tộc cùng với nghề mộc truyền thống của Việt Nam.